Đây, clip cận cảnh cho các bạn. Chim nhồng tắm rửa vệ sinh như các bạn. Đây. Đấy, tắm rất là lúc cái tắm này các bạn nhớ là bỏ cái thau thức ăn đi chỗ khác nha. Tại vì là bây giờ là nước nó sẽ băng lên đấy và nó sẽ làm ẩm nấm mốc cái chỗ mà cái khay thức ăn. Đấy. Đó là cái cách để mà luôn giữ con chim nó khỏe mạnh. Thì đây là bí quyết nuôi nhồng nha các bạn. Để chuẩn bị thì các bạn cố gắng kiếm một cái lồng tắm như mình ném. Đây là lồng nó ở luôn, vừa ở vừa 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 tắm luôn đấy, rất là khoái. Trời nắng nóng như này mà được tắm rửa trong cái này là nó rất là thích. Nó rất là khoái nha các bạn. Rất thích luôn đấy. Lâu ngày về là mình sẽ cho nó tắm bằng cái thau này các bạn. Cho nó thích khi nào thì thôi đấy, bắt đầu lên địa lông rồi đấy. Địa lông rồi cắn rồi đấy. Tí nữa nó phơi nắng nữa đấy. Tắm xong rồi tí có nắng nữa, mình treo lên cây là nó nếu nó nếu cái chỗ nào mà nắng nó chiếu xuyên qua nó sẽ phơi. Giữ cho con chim lúc nào nó cũng khỏe mạnh. Mình đã chia sẻ cho bạn toàn bộ kiến thức nuôi chim nhồng. Cận nào bắt đầu là rịa lông rịa cắn hay tắm xong rịa lông lại cắn. Con này nó sạch lắm nha các bạn, nhìn với thế thôi, nhìn thôi chứ nó sạch lắm. Thế nước là phi vào tắm thôi ấy. Nhồng này của mình là 2 năm tuổi rồi các bạn. Đã biết nói. Nói này nó rất nhiều đấy. Lâu mình mua nhồng con mà mình mua nhồng to biết mổ rồi. Là 1,5 triệu. Còn nhồng con là có 8-900 ấy thôi. Dịch bệnh này chắc còn rẻ nữa.